Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại tám game. Các bạn cùng mình khám phá từ game đầu tiên nha. Friday Zone 13. Let's go. Ok. Oh my gosh, hai chàng cảnh sát. Ok. Yeah. Wow, có cả mèo. Oh my god. Right, mom. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai, Sóc Bôi Sâu Phê. Let's go. Let's go.
Let's go. Wow, wow, wow. Okay. Mà lá bếp của tựa game này chạy rất là khoai luôn các bạn, rất khó nhìn. Nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba, Mr. Smith. Và từ cái này các bạn sẽ hoàn thành một thời trang, sau đó thì sẽ vào giải cứu một cô gái. Cô ta đã bị biến thành một người bằng lợn. Và các bạn sẽ giải cứu cô ta thoát khỏi cái lồng gỗ. Sau đó thì sẽ phải gọi một ông bác sĩ đến và cứu thoát cô ta trở lại thành người bình thường, rồi sau đó cùng ba người thoát khỏi. Ok. Let's go. Okay, let's go. Green cây chắc ở trong này chuẩn luôn. Wow.
có chiếc kim thì nằm đâu đó quanh đây. Nơi chỗ này xem có không. Không có gì luôn. Đây rồi. Ui giác. I got you. Let's go. Một chiếc găng tay. I got you. Ok, chiếc chìa khóa này để mở ngăn kéo ở này ra. Rose. I think I heard a noise around here. Ok, tiếp tục nào. Let's go. Một cái lồng, cũ lồng này rất là nặng, có cả bê tông. May không hiểu sao cái cửa này khỏe vậy, kéo được cả cái cũ lên. Ok, và bây giờ thì mình sẽ phải cầm giò táo. Wow, con táo chạy nhanh quá. Không có đổi kịp không? Đây rồi. Oh my god.
close here. Come see me at the front door of the farm. Let's go. Gọi mà dẫn cô gái này ra gặp một bác sĩ. Thì lúc đó ông bác sĩ mới vào. Còn nếu không thì ông ta không dám vào. Bởi vì ông ta cũng rất sợ ông Smith này. Mr. Meats is a beast. I saw what he did to Rebecca. I ran out of fear. Bring me the girl. Well, the little pig. Bring me the girl. Well, the little pig. Oh, tasty apples. I want one. Bring me the girl. Well, the little pig. I want one. Bring me the girl. Well, the little pig. Bring me the girl. Well, a little pig. Oh, tasty apple. I want one. Yes. Apples? Yes, that's it. That's it. Is another bit of that. Oh, very well. Come here, little pig. Drink this. It'll help. Drink it. Drink it all. Yes. Yes. Am I transforming again? Yes, it works. It works. I am a normal girl again. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ tư, Scary Teacher 3D. Let's go. Bây giờ thì mình sẽ phải tìm một cưa. Đây rồi. Ok, đợi bà ta đi đã. Đang chuẩn bị ra đây ngắm cảnh, cho nên mình sẽ cưa một đoạn chỗ nghĩa nằm của bà đang. Chắc là ghế này rồi, ok. Rồi, let's go. Chuẩn thôi. Oh my god. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ năm của hãng Say Game. Let's go. Rồi ok.
Wow, đang bị đơ. Mình sẽ vào lại. Oh my gosh, đơ luôn. Đơ rồi, tựa game này đang bị lỗi. Oh my gosh. Ok. Let's go. Các bạn sẽ nóng được không ta? Ok. Sau đó chạy vào xe. Jay, help me out of here, please. Xin mời. Không có gì ở đây. Một nọ nó hoa, ok. Ông ta chắc đang đi ra ngoài kia rồi. What will the ice cream maker want from me? Citrus. Rồi, mình sẽ cầm cái này. Land squish. Vẫn chưa có, ok.
Ok, và đây là tấm vé để các bạn vào ngôi nhà Zoeon. Ở trong ngôi nhà đó thì các bạn có thể trao đổi dùng nước hoa, trao đổi một vật. Hoặc các bạn có thể vào đó chơi game theo ý thích của các bạn. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ vào. Có tấm vé này thì các bạn sẽ vào được bên trong. Ở đây lọ nước hoa. Refill. Ok. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. Và đây, đây là trò chơi. Oh my gosh. Không hiểu sao chết luôn à. Lại nào. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Grandpa and Granny Adventure. Start game. Halloween. Skip. Trong tựa game này thì người ngoài hành tinh đang đóng giữ ở trong kia. Oh my gosh. Tiêu diệt những anh chàng nào mà dám vào đây. Nào anh chàng nào dám vào. Chiến hết. Let's go. Phải đi tìm bà xã thôi. Nào, anh chàng này có ra không? Không có gì đâu. Mon cây. Tiếp tục tình tiết nào.
đó, khi cứ đánh đòn các bạn phải chém ngay, nếu không thì các bạn sẽ bị họ chém. Ok. Và không biết bà xã thì đang bị rốt ở đâu. Vào đây có 3 người tất cả. Ok, đó các bạn cứ đi truy tìm và tìm kiếm bà xã, sau đó thì sẽ giải cứu bà đó ra. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Firelight of Redfall. Live one. Ok, và tựa game này thì các bạn sẽ ở trong một căn phòng, và căn phòng có 3 cánh cửa chính và một phòng ngủ. Ok, và các bạn chơi làm sao? Đó chính là các bạn càng câu coi giờ thời gian càng lâu để tránh bị chết càng lâu càng tốt. Thì ở đây sẽ có con gấu, nó sẽ vào trong ngôi nhà các bạn, và các bạn phải coi 3 cánh cửa này. Đầu tiên thì các bạn sẽ đóng cửa rồi bật đèn flash. Tiếp tục cánh cửa số 2, đóng rồi bật đèn flash lên. Ok, cánh cửa số 3 cũng như thế, đóng rồi bật đèn flash. Thường thường thì bọn con gấu này thì nó sẽ vào trong khoảng lúc 3 giờ, cho nên tầm 3 giờ các bạn phải coi thật nhanh và set up từng cánh cửa một. Đó, cứ như thế, 1, số 2, số 3. Tiếp tục. Khi chẳng may có một con gấu vào thì nó sẽ vào trong giường ngủ đây, và nó sẽ ngồi cạnh con gấu bồng các bạn. Và khi đủ những con gấu thì các bạn sẽ bị nó cắn chết. Và các bạn cố gắng càng coi được nhiều thời gian thì càng tốt. Và cứ lần lượt cánh cửa đầu tiên, sau đấy cánh cửa thứ hai, sau rồi đến cánh cửa thứ ba. Các bạn lưu ý là phải đóng cửa, sau đó mới bật đèn flash. Khi đóng cửa thì nó sẽ tạo tiếng động, con gấu sẽ chạy đi. Còn nếu mà các bạn bật đèn flash thì nó sẽ đứng ngay đấy, thì các bạn sẽ bị chết ngay. Rồi ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.